11. Thức biến hiện thứ ba. Như vậy đã nói thức năng biến thứ hai, thức năng biến thứ ba, tướng nó thế nào? Tụng nói, thức năng biến thứ ba, sai biệt có sáu thức. Tánh tướng là biệt cảnh, thiện bất thiện vô ký. Luận rằng, tiếp theo thức tư lương năng biến thứ hai, nên hiện rõ tướng của thức liễu cảnh năng biến. Thức này sai biệt tóm có sáu thứ, tùy theo sáu căn, sáu cảnh, chủng loại khác nhau, đó gọi là nhãn thức cho đến ý thức, tùy theo căn mà đặt tên. Căn đủ có năm nghĩa, đó là y căn, phát căn, thuộc căn, trợ căn, như căn, gọi là căn. Tuy sáu thức đều nương mạt na ý mà sanh khởi, nhưng thức thứ sáu theo chỗ nương riêng của nó là mạt na ý mà đặt tên là ý thức. Ví như năm thức không bị lỗi xen lạm, hoặc nó chỉ nương nơi ý cho nên gọi là ý thức. Đây là biện biệt sáu thức nương sáu căn mà đặt tên. Còn tâm thứ tám, ý thứ bảy thì không theo lệ này. Hoặc gọi là sắc thức cho đến pháp thức, đó là theo cảnh đặt tên thuận với thức. Nghĩa là đối với sáu cảnh, liễu biệt gọi là thức. Năm thức là sắc thức, thanh thức, vân vân, thì chỉ liễu biệt sắc cảnh, thanh cảnh, vân vân. Còn pháp thức thì liễu biệt khắp tất cả pháp, hoặc vì ý thức liễu biệt pháp nên gọi là pháp thức. Cho nên tên gọi sáu thức không bị lỗi xen lạm. Trước là theo căn mà đặt tên sáu thức, còn sau đây là theo cảnh mà đặt tên sáu thức, đều là dựa nơi năm sắc căn khi chưa được tự tại mà nói. Nếu khi được tự tại thì các căn dùng chung lẫn nhau. Một căn phát sanh thức duyên được tất cả cảnh, nhưng vẫn tùy theo căn mà gọi tên thì không có lỗi xen lạm. Luận Trang Nghiêm nói, năm căn của Đức Như Lai, mỗi căn đều duyên đủ năm cảnh. Đây là theo cảnh đồng loại, tánh cảnh, thô hiển, năm trần mà nói. Ý nói năm trần thô hiển cách ngại mà một căn phát thức còn duyên được cả, huống pháp trần vô hình mà không duyên được. Kinh Phật Địa nói, trí thành sở tác của Phật, quyết trạch được tâm hạnh sai biệt của hữu tình, để khởi lên ba nghiệp giáo hóa và bốn thứ ký đáp. Nếu năm căn của Phật không duyên cùng khắp thì không có khả năng ấy. Nhưng căn sở y và cảnh sở duyên của sáu chuyển thức thô hiển dễ thấy rõ, cho nên ở đây không nói. Trước đây theo nghĩa thuận tiện đã nói căn sở y, còn nghĩa của cảnh sở duyên khi gặp nghĩa thuận tiện sẽ nói. Câu tụng thứ hai nói, tánh tướng là biệt cảnh, lại hiển thị cả tự tánh và hành tướng của sáu thức. Sáu thức lấy sự liễu biệt cảnh làm tự tánh, cũng lại dùng sự liễu biệt cảnh làm hành tướng. Do đó, câu tụng giải thích chung cả hai tên, vì nó liễu biệt cảnh nên gọi là thức. Như Khế Kinh nói, nhãn thức thế nào? Đó là thức nương nhãn căn liễu biệt các sắc. Nói rộng cho đến ý thức thế nào? Đó là thức nương nơi ý căn liễu biệt các pháp. Kinh kia chỉ nói chỗ nương riêng của sáu thức với kiến phần và cảnh sở duyên của nó khi ở địa vị chưa chuyển y. Còn khi ở địa vị đã chuyển y thì căn sở y và cảnh sở liễu của sáu thức chung thông như trước đã nói. Sáu chuyển thức này nhiếp thuộc về tánh nào? Nhiếp thuộc cả ba tánh là thiện, bất thiện và câu phi. Câu phi tức vô ký, chẳng phải thiện và bất thiện. Khả năng làm cho thuận với lẽ phải và có lợi ích đời này, đời sau thì gọi là thiện. Còn lạc quả của nó ở cõi người, cõi trời, tuy thuận lẽ phải và có lợi ích đời này, nhưng không phải lợi ích đời sau, nên không gọi là thiện. Khả năng làm trái lẽ phải và tổn hại đời này, đời sau thì gọi là bất thiện. Còn khổ quả của nó ở cõi ác, tuy trái lẽ phải và tổn hại đời này, nhưng không tổn hại đời sau, nên không phải là bất thiện. Lưng chừng ở giữa thiện, bất thiện
lợi ích và tổn hại không rõ ràng thì gọi là vô ký. Sáu chuyển thức này nếu tương ưng với 11 pháp như tính, tàm, quý, vân vân thì nhiếp thuộc tánh thiện. Nếu tương ưng với 10 pháp như vô tàm, vô quý, vân vân là nhiếp thuộc về tánh bất thiện. Còn không tương ưng với cả hai thứ trên là nhiếp thuộc về tánh vô ký. Có ý kiến cho rằng ba tánh của sáu thức không khởi đồng thời, vì sáu thức đồng chuyển hướng ra bên ngoài, ba tánh thường trái nhau. Vì năm thức phải do ý thức đạo dẫn, đồng thời sanh khởi, đồng duyên theo cảnh mới thành thiện hoặc nhiễm. Nếu chấp nhận năm thức có đủ ba tánh cùng hiện hành, vậy thời lúc bấy giờ ngũ câu ý thức cũng phải thông cả ba tánh, bèn trái chánh lý. Cho nên quyết định ba tánh không cùng khởi một lần. Nhưng luận du già vân vân nói, tạng thức một lúc cùng với các chuyển thức tương ưng cả ba tánh mà nhất thời khởi lên. Nhất thời đây là dựa theo nghĩa thức trải qua nhiều niệm mà nói. Như nói nhất tâm không phải là nói chỉ trong một lần sanh diệt, nên không có lỗi trái nhau. Có ý kiến cho rằng sáu thức đều có đủ ba tánh, vì năm thức xuất nhĩ và đẳng lưu hoặc nhiều hoặc ít cùng khởi lên. Lại năm thức và ý thức tuy cùng sanh khởi, nhưng tánh thiện ác không hẳn đồng nhau. Trên kia Cực Nạn nói năm thức phải do ý thức đạo dẫn, đến đây trở thành uổng công. Cho nên luận du già nói như người nhập định, khi gặp duyên của tiếng khánh mà ra định, đó là dĩ thức với thiện ý thức khi có định tương ưng cùng khởi lên, chứ không phải chỉ một mình ý thức tương ưng với định kia mà có thể tiếp nhận được tiếng khánh đó. Nếu không có dĩ thức thì đối với âm thanh này, một mình ý thức không lãnh thọ được, không thể xuất định, cũng không phải khi tiếp nhận âm thanh là xuất định ngay. Sau khi lãnh thọ âm thanh rồi, nếu có hy vọng, sau đó mới xuất định. Khi ở trong định, nhĩ thức xuất nhĩ nghe âm thanh, đó chẳng phải thiện, vì khi chưa chuyển y, dù tâm xuất nhĩ, tâm ấy chỉ là vô ký. Do đó chứng minh ngũ câu ý thức không nhất định là đồng tánh thiện với năm thức. Các chỗ khác chỉ nói ngũ câu ý thức cũng duyên năm cảnh như năm thức, nhưng không nói đồng với nhau. Luận Tạp Tập nói, trong địa vị đẳng dẫn, định không có năm thức. Đó là y theo đa phần ở trong định mà nói. Nếu trong năm thức có ba tánh đồng khởi, ý thức theo năm thức đó chuyên chú về cảnh nào, thì ý thức cùng với năm thức đồng tánh đó. Còn không chuyên chú thì là tánh vô ký. Cho nên biết, sáu chuyển thức có đủ ba tánh, như nhãn thức duyên tượng Phật là thiện, nhìn hoa mà tham là bất thiện tánh. Khi được địa vị tự tại thì chỉ nhiếp thuộc về tánh thiện, vì Phật sắc, tướng hảo công đức, Phật tâm, bốn trí, nhiếp về đạo đế, không có bất thiện, đã trừ sạch chủng tử hí luận, không phải vô ký. Sáu thức tương ưng với bao nhiêu tâm sở? Tụng rằng, đây tâm sở biến hành, biệt cảnh thiện phiền não, tùy phiền não bất định, đều tương ưng ba thọ. Luận rằng, sáu chuyển thức này chung cùng tương ưng với sáu vị tâm sở, đó là năm biến hành, năm biệt cảnh, 11 thiện, sáu căn bản phiền não, 20 tùy phiền não, bốn bất định. Thường đương tâm khởi, tương ưng với tâm, hệ thuộc theo tâm, cho nên gọi là tâm sở. Như vật gì thuộc của ta gọi là ngã sở. Tâm đối với cảnh sở duyên chỉ nhận lấy tướng chung. Tâm sở còn nhận lấy tướng riêng, dứt thành việc của tâm nên được gọi là tâm sở. Như thầy trò thợ vẽ, thầy làm mô hình, trò tô màu sắc, cho nên luận du già nói, thức có khả năng liễu biệt tướng chung của sự vật, tác ý có khả năng liễu biệt các tướng chưa liễu biệt đó của thức tâm dương, tức có nghĩa các tâm sở nhận biết tướng riêng. Xúc
có khả năng liễu biệt các tướng khả ý, vân vân, đó của thức tâm dương. Thọ có khả năng liễu biệt các tướng nhiếp thọ đó của thức tâm dương. Tưởng có khả năng liễu biệt tướng nhân của ngôn thuyết. Ngôn thuyết nhân đó của thức tâm dương. Tư có khả năng liễu biệt các tướng chánh nhân đó của thức tâm dương. Cho nên tác ý, xúc, vân vân gọi là tâm sở pháp. Chữ đó là biểu thị tâm sở cũng duyên tướng chung đó của tâm dương, chứ không phải chỉ duyên tướng riêng mà thôi. Chỗ khác lại nói, dục cũng có khả năng liễu biệt tướng của các việc khả lạc của thức tâm dương. Thắng giải cũng có khả năng liễu biệt tướng của các việc đã quyết định của thức tâm dương. Niệm cũng có khả năng liễu biệt tướng của các việc đã tập quen của thức tâm dương. Định, tuệ cũng có khả năng liễu biệt tướng của các việc đắc, thất của thức tâm dương. Do thế mới có thể đối với cảnh khởi lên các tâm sở thiện hoặc nhiễm, và đối với cảnh duyên cũng đều nhận biết được tướng riêng. Tuy các tâm sở có danh và nghĩa không khác, nhưng theo chủng loại sai biệt chia làm sáu vị là: biến hành có năm, biệt cảnh có năm, thiện có 11, phiền não có 6, tùy phiền não có 20, bất định có 4. Như vậy, 6 vị cộng là 51 tâm sở. Trong tất cả tâm đều có, nên gọi là tâm sở biến hành. Duyên riêng mỗi cảnh mà sanh khởi, nên gọi là tâm sở biệt cảnh. Chỉ trong thiện tâm mới có sanh khởi, nên gọi là tâm sở thiện. Tánh nhiếp thuộc về phiền não căn bản, nên gọi là tâm sở phiền não. Chỉ là tánh đẳng lưu của phiền não căn bản, nên gọi là tâm sở tùy phiền não. Thiện hay nhiễm không rõ rệt nhất định, nên gọi là tâm sở bất định. Nhưng luận du già hợp sáu vị lại làm năm, vì phiền não và tùy phiền não chung lại đều là nhiễm. Lại dùng bốn món nhất thiết để biện biệt năm vị sai khác. Bốn nhất thiết là nhất thiết tánh, thiện, ác, vô ký. Nhất thiết địa, ba cõi, chính địa. Nhất thiết thời, hữu tâm vô tâm, hữu lậu vô lậu. Nhất thiết câu, tám tâm dương. Trong năm vị, biến hành đủ cả bốn nhất thiết. Biệt cảnh chỉ có hai nhất thiết đầu, thiện chỉ có một, đó là nhất thiết địa. Nhiễm thì không có bốn nhất thiết, bất định chỉ có một, đó là nhất thiết tánh. Do đó năm vị có chủng loại sai khác. Sáu chuyển thức này thay đổi không định, cho nên có thể tương ưng với cả ba thọ, vì sáu thức đều có thể lãnh thọ cảnh thuận, nghịch và câu phi. Khi lãnh nạp tướng của cảnh thuận hợp làm vui thích thân tâm thì gọi là lạc thọ, lãnh nạp tướng của cảnh trái nghịch làm bức bách thân tâm thì gọi là khổ thọ, lãnh nạp tướng của cảnh trung dung đối với thân tâm không khổ không vui thì gọi là bất khổ bất lạc thọ. Ba thọ như thế, hoặc mỗi thứ chia hai thọ tương ưng với năm thức gọi là nhân thọ, vì nó nương riêng nơi thân. Thọ tương ưng với ý thức gọi là tâm thọ, vì nó chỉ nương nơi tâm. Lại ba thọ đều thông cả hữu lậu vô lậu. Khổ thọ cũng do vô lậu khởi. Khi tu vô lậu đạo, trải qua gian khó cũng cảm thọ khổ. Hoặc ba thọ mỗi thứ chia làm ba, là kiến sở đoạn, thọ tương ưng với phân biệt hoặc. Tu sở đoạn, thọ tương ưng với câu sanh hoặc. Phi sở đoạn, thọ tương ưng với vô lậu. Lại học, vô học và chẳng phải hai là ba. Hoặc chung cả ba thọ lại chia làm bốn tánh, đó là tánh thiện, bất thiện, hữu phú vô ký, vô phú vô ký. Có ý kiến cho rằng cả ba thọ, mỗi thọ đều chia làm bốn tánh, vì tham si tâm sở nhậm giận cùng với năm thức trước đồng khởi lên, và phiền não nhậm giận khởi nhưng không phát ác nghiệp của trăm cõi thuần khổ,
là thuộc tánh hữu phú vô ký. Và tánh hữu phú vô ký đó đều tương ưng với khổ thọ căn. Luận Du Già nói, nếu tất cả phiền não nhậm vận sanh thì đều đủ cả ba thọ hiện hành. Nếu phiền não ấy thông với sáu thức trước thì nó tương ưng khắp cả ba thọ trong tất cả thức thân. Nếu không thông tất cả thức thân thì phiền não ấy chỉ tương ưng với tất cả ba thọ căn nơi ý địa, ý thức. Luận Tạp Tập nói, nếu những phiền não hệ thuộc dục giới mà nhậm vận phát sanh ra ác hành thì nó cũng là bất thiện. Còn những phiền não không phát sanh ác hành thì nó là hữu phú vô ký. Cho nên biết ba thọ khổ, lạc, xả đều đủ cả bốn tánh thiện, ác, hữu phú vô ký, vô phú vô ký. Hoặc chung cả chia làm năm thọ là khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Trong ba thọ khổ, lạc, xả, riêng khổ và lạc thọ mỗi thứ lại chia hai, vì tướng vui, tướng khổ nơi thân và nơi tâm khác nhau. Và do không phân biệt, xả, lạc, có phân biệt, ưu, khổ, rất nặng, khổ, lạc, và rất nhẹ, ưu, hỷ, sai khác. Còn bất khổ, bất lạc thọ không chia hai, vì không có tướng khổ bất thân tâm, tướng vui thích thân tâm sai khác, vì bình đẳng vô phân biệt. Những sự cảm thọ vui thích tương ưng với năm thức thì thường gọi là lạc thọ. Còn tương ưng với ý thức, nếu là ở cõi dục, sơ thiền và nhị thiền cận phần thì gọi là hỷ, vì chỉ là vui tại tâm. Nếu ở sơ thiền và nhị thiền căn bản định thì gọi là lạc và hỷ, vì sự vui ở cả thân và tâm. Nếu ở tại đệ tam thiền cận phần và căn bản định thì gọi là lạc, vì ở đây sự an tịnh rất lớn, không có phân biệt. Những sự cảm thọ bức bách tương ưng với năm thức thường được gọi là khổ. Còn nếu tương ưng với ý thức, có ý kiến cho chỉ gọi là ưu, vì nó chỉ bức bách tâm. Vì các thánh giáo nói, sự thọ lo buồn của ý thì gọi là ưu căn. Luận Du Già nói, loài hữu tình sanh trong địa ngục, thức dị thục không gián đoạn. Có dị thục sanh, có khổ và ưu liên tục không dứt. Lại nói, ở địa ngục có tầm tư ưu, tức sự ưu ở ý. Một phần ngạ quỷ và bàn sanh cũng thế. Cho nên biết, ở ý thức có cái thọ lo buồn rất nặng, còn gọi là ưu, huống gì các sự bức bách nhẹ khác. Có ý kiến cho rằng, ý thức thông cả hai thọ là ưu và khổ. Ở trong loài người, loài trời thì thường gọi là ưu, vì sự bức bách không phải quá nặng. Ở loài bàn sanh, ngạ quỷ mới gọi là ưu và khổ, vì một đàn tạp thọ, một đàn thuần thọ có khinh có trọng khác nhau. Ở trong Đại Lạc Ca, địa ngục chỉ gọi là khổ, vì thuần thọ khổ rất nặng, không thể phân biệt được. Luận Du Già nói, nếu tất cả phiền não nhậm vận sanh thì có đủ ba thọ khổ, lạc, xả hiện hành. Nói rộng như trước. Lại nói phiền não tác ca gia, kiến câu sanh, thân ngã kiến, chỉ có tánh hữu phú vô ký. Biên chấp kiến nên biết cũng thế. Nên tương ưng với khổ thọ thì chỉ nhiếp về khổ căn, không phải nhiếp về ưu căn. Vì luận nói ưu căn chẳng phải là vô ký. Lại luận Du Già nói, hữu tình trong địa ngục có đủ các căn. Ngoài ra, quyết định không thành tựu được có ba thọ căn hiện hành. Trong cõi ngạ quỷ, bàn sanh, thuần khổ cũng thế. Ba thọ căn nói đây là lạc, hỷ, ưu căn. Vì ở địa ngục kia, quyết chắc có xả thọ hiện hành. Không phải nói không có xả thọ ở trong địa ngục. Đã không biết văn luận Du Già kia chỉ nói có xả thọ thì không nên nói ở địa ngục chắc thành tựu ý căn, vì luận chấp nhận ở địa ngục sáu thức kia có lúc không có.
không nên cho luận kia chỉ nói có xả thọ mà còn nói chung cả các căn, vì không có nhân chia khác để chỉ nói có xả thọ. Lại nếu luận kia y nơi xả thọ mà nói, thì tại sao còn nói ở địa ngục định thành tựu tám thọ căn? Nếu bảo năm thức trước không tương tục nên quyết định nói ưu căn là căn thứ tám, nhưng ở địa vị khi chết, khi sanh và khi muộn tuyệt thì đâu có ưu căn. Có người cho khổ căn là chỉ căn thứ tám thì cũng bị phá đồng như đây. Giả sử chất ở địa ngục có một hình thể, tức nam nữ căn là căn thứ tám cũng không đúng lý, vì thân hình ở địa ngục bất định, vì ở địa ngục do ác nghiệp chiêu cảm không thể có hình, tức nam nữ căn, vì ở đó do ác nghiệp khiến cho năm căn luôn thường thọ khổ, cho nên ở đó có nhãn căn, vân vân, thì nó đối với một hình thể, tức nam nữ căn, đâu có tác dụng gì. Không thể nào ở trong đại địa ngục vô gián mà có thể có sự mong cầu việc dâm dục. Do đó, căn thứ tám nói đây quyết định chỉ cho xả căn, vì đệ thất, đệ bát, hai thức có xả căn tương ưng vậy. Như ở chỗ rất vui, ý thức vui thích gọi là lạc, không có hỷ căn. Cho nên ở chỗ rất khổ như địa ngục, ý thức bị bức bách gọi là khổ, không có ưu căn. Cho nên nói chữ ngoài ra còn ba căn là chỉ cho ba căn ưu, hỷ, lạc không có ở địa ngục.